Xin chào quý bà con. Thế Giới Máy xin giới thiệu đến bà con máy ép nước mía siêu sạch 750W, một sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại làm ra hương vị tươi ngon của nước mía. Hãy cùng khám phá quá trình ép nước mía cũng như là những lợi ích sức khỏe mà nước mía mang lại. Và bây giờ hãy cùng Bảo Yến theo dõi quá trình ép nước mía diễn ra như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ cắm dây phích vào nguồn điện mình đã cắm sẵn rồi. Sau đó chúng ta sẽ khởi động máy, cho máy hoạt động, kèm theo một cái ly để chúng ta hứng nước. Tiếp theo chúng ta sẽ lấy một cây mía và để vào đầu máy. Chúng ta có thể kết hợp thêm tắc hoặc là thơm để cho ly nước mía của chúng ta được đậm đà, thơm ngon hơn. Bảo Yến đã tháo cái phần tre để bà con dễ dàng thấy được cái bã mía rơi ra ngoài. Và mình có trang bị thêm một cái thùng để khi bã mía rớt xuống thì chúng ta sẽ thấy rất là tiện lợi và sạch sẽ. Và đây là thành phẩm của chúng ta sau khi mía được sàng qua màng lọc. Như các bạn thấy, với chỉ trong nháy mắt thì chúng ta đã có được các ly ép nước mía tươi xanh, đậm đà hương vị. Với cái đầu máy ép nước mía siêu sạch 750W này sẽ giúp bà con dễ dàng thao tác ngay tại nhà. Đầu ép nước mía được thiết kế nhỏ gọn, hai bên hông có tay cầm dễ dàng di chuyển. Thân đầu ép nước mía được làm bằng inox, khung sườn máy rất chắc chắn. Mặt trước của máy có tấm chắn bảo vệ bằng inox để cho bã mía rơi ra ngoài. Máy được trang bị nguồn điện 1,7m kèm phích cắm đi theo. Máy có đèn báo hiệu nguồn điện và công tắc đảo chiều cho trục rolo. Máy được trang bị mặt kính dễ dàng tháo lắp và vệ sinh, quan sát trục rolo ép. Phía dưới là 3 rulo inox tiện gân giúp máy ép cây mía sạch hơn và an toàn vệ sinh. Miệng cho mía vào lớn với đường kính lên đến 6cm. Bên dưới là phễu đường nước mía sau khi ép ra. Bên trong có màng lọc inox giúp giữ lại những vụn nhỏ của mía để được ly nước mía tinh khiết thơm ngon nhất. Nước mía không chỉ ngon miệng mà cực kỳ tốt cho sức khỏe của các bạn. Như các bạn biết, trong thành phần của nước mía chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa giúp các bạn tăng cường sức đề kháng, giảm căng thẳng. Ngoài ra, nước mía còn giúp các bạn tăng cường hệ tiêu hóa, giảm cân và làm đẹp da. Với đầu máy ép nước mía 750W này sẽ giúp các bạn tận hưởng được những cái lợi ích đó một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video giới thiệu chi tiết máy ép nước mía siêu sạch với công suất 750W. Để hưởng thức hương vị tươi ngon mỗi ngày, bà con hãy nhanh tay đặt hàng theo số điện thoại ở phía dưới video hoặc truy cập website để hiểu rõ hơn về thông tin chi tiết. Hãy đảm bảo với chúng tôi rằng bạn đừng bỏ qua cơ hội này.